Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tiên của một tuần làm việc mới. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Thì thưa quý vị, như chúng ta cũng thường nói là mỗi thời mỗi khác, nhưng mà có một điều dường như đã trở thành chân lý mà cho đến nay vẫn chưa hề thay đổi, đó là không thầy đố mày làm nên. Và từ ngàn xưa bao đời thì nghề giáo vẫn là một nghề rất là cao quý và được kính trọng nhất. Với tâm tình là một người học trò và cũng được xin thay mặt toàn thể anh chị em trong ekip của Hẻm, xin được gửi lời chúc đến toàn thể các thầy cô giáo, kính chúc các thầy các cô luôn luôn mạnh khỏe, vui tươi để tiếp tục đồng hành với chúng em trên con đường tri thức. Xin được cảm ơn sự cống hiến của tất cả các thầy cô giáo. Và thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề Ma Lai, một câu chuyện rất hay của tác giả Amy Nguyễn. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện hay này, phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngôi làng nhỏ mang tên là Vĩnh Phúc vốn là một nơi rất yên bình. Cả làng chỉ có khoảng trên dưới 20 hộ dân, cho nên ra vào đều quen mặt nhau hết. Bình là thầy thuốc duy nhất ở trong làng. Đây là kinh nghề cha truyền con nối từ bao đời của gia đình. Cổ Lũ, cha của Bình, là thầy thuốc nam rất mát tay, được cả làng hết lòng tôn trọng. Sau khi ông qua đời, Bình kế thừa con đường hành y của cha. Tuy tuổi còn rất trẻ nhưng năng lực của Bình không hề thua kém gì ông Lũ. Bình có một người em gái tên là Thảo. Nó là em gái chứ kỳ thực hai người chẳng có quan hệ máu mủ gì cả. Thảo mồ côi cả cha lẫn mẹ nên được ông Lũ cưu mang khi vừa mới lọt lòng. Trước lúc qua đời, ông Lũ có dặn dò Bình phải chăm sóc cho Thảo đàng hoàng vì cuộc đời của cô đã chịu quá nhiều bất hạnh. Đối với Bình, dù không có những lời chăn chối của ông Lũ, anh cũng sẽ lo lắng cho Thảo cả đời, bởi vì anh đã yêu cô từ rất lâu. Thảo xinh đẹp hiền lành lại rất đảm đang. Một người con gái tốt như vậy, hỏi sao không làm cho Bình động lòng. Nhưng mà xuất phát điểm của hai người là anh em, cho nên tiếng yêu ấy Bình vẫn luôn chôn chặt trong tim. Anh sợ nếu nói ra thì ngay cả thân phận anh trai của Thảo, anh cũng không còn làm được. Thấm thoát trôi qua đã 3 năm kể từ ngày ông Lũ mất. Cuộc sống của Bình và Thảo tiếp diễn như bình thường. Buổi sáng, Bình mở tiệm khám bệnh cho những người dân trong làng. Thảo phụ anh của mình hút thuốc. Có những ngày hai người cùng nhau vào rừng tìm kiếm những cây thuốc về phơi khô. Tuy nhiên mọi thứ đều rất bình dị, nhưng Bình đã cảm thấy rất mãn nguyện. Một buổi trưa nọ, Bình và Thảo vào trong rừng như thường lệ. Sau khi hái một giò đầy những vị thuốc dùng hàng ngày, hai người ngồi xuống một tảng đá để nghỉ ngơi. Thảo lấy chai nước trong túi đưa cho Bình rồi nói: "Anh uống miếng nước đi anh." "Cảm ơn em." Thảo cũng lấy ra một chai nước khác uống một ngụm lớn. Là nước mắt vừa trôi xuống liền sảng khoái vô cùng, Thảo liền nói tiếp: "Đống lá thuốc này đủ dùng trong mấy ngày vậy anh?" "Chắc là khoảng 2-3 ngày gì đó em ạ. Dạo này thời tiết lạnh quá, cho nên người già và trẻ em của làng mình thương cảm vặt đó." Thảo gật gù nói: "Hèn gì mà mấy ngày nay bệnh nhân đến khám quá trời, làm cho anh bận đầu tắt mặt tối." Nghỉ ngơi được một lúc, Bình xách giỏ thuốc đứng dậy dục Thảo: "Mình tranh thủ về thôi em ơi, trời mưa quá." Thảo thu dọn chai nước vào túi rồi đứng dậy cùng Bình rời khỏi rừng. Nếu như theo dự tính của họ chỉ mất khoảng nửa tiếng để về đến đường lớn, vậy mà không hiểu sao hôm nay hai người đi mãi cũng không tìm thấy lối ra. Đây là đoạn đường quen thuộc của anh em trong suốt 20 năm qua, từ lúc còn là những đứa bé tập tễnh đi theo sau lưng của ông Lũ, không lý nào lại bị lạc. Càng đi càng cảm thấy chung quanh lạ lẫm. Thảo kéo tay của Bình rồi lo lắng hỏi: "Anh ơi, hình như là tụi mình đi sai đường rồi anh ạ."
Bình vỗ vài cái lên mu bàn tay của Thảo để trấn an cô. Đừng có lo, mình cứ quay lại chỗ tảng đá rồi đi lại từ đầu. Tuy nói cứng là như vậy, nhưng trong lòng của Bình lúc nào cũng đang thấp thỏm không yên. Bởi anh vốn là một người có trí nhớ tốt, mọi ngóc ngách trong khu rừng này đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trước giờ chưa từng có chuyện đi nhầm đường. Hôm nay anh giống như bị ma che mắt, rõ ràng thấy con đường trước mặt quen thuộc mới rẽ vào, vậy mà chẳng hiểu sao càng đi lại càng cảm thấy bốn bề lạ hoắc. Bình nắm tay của Thảo quay ngược lại chỗ tảng đá lúc nãy. Nhưng kỳ lạ thay, nơi vốn dĩ là chỗ đặt tảng đá lại biến thành một ngôi mộ hoang sơ. Hai người tái xanh mặt mũi. Thảo nấp sau lưng của Bình, hai tay bấu chặt lấy anh. Lúc này Bình cũng sợ hãi không kém gì Thảo, nhưng thân là đàn ông lại đang ở trước mặt một người con gái mình yêu, cho nên Bình không thể tỏ ra mình là kẻ nhát gan. Anh từ từ tiến về ngôi mộ. Qua sự bào mòn của bi đá, Bình đoán ngôi mộ này đã nằm ở đây từ lâu. Nhưng những năm qua anh thường xuyên vào rừng hái thuốc, chưa từng nhìn thấy ngôi mộ này lần nào. Dòng chữ trên mộ đã mở đi ít nhiều, nhưng Bình vẫn đọc được tên và tuổi của người đã khuất. Nông Thị Thu Hường, mất năm 19 tuổi. Thảo hoảng hốt vội vàng đưa tay bịt miệng của Bình lại. Trời ơi, anh không biết là không được gọi tên của người đã chết ngay trước mộ của người ta. Bình gỡ tay của Thảo xuống rồi phì cười. Không có sao đâu em, ngôi mộ này cũng cũ rồi mà, có khi người trong mộ đã đầu thai rồi cũng nên. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, thả tin là có chứ đừng tin là không. Thảo đứng trước ngôi mộ thành khẩn chắp tay khấn vái. Cô dì ơi, anh trai tôi chỉ là vô tình không cố ý mạo phạm đến cô, xin bỏ qua cho đừng chấp nhất anh ấy. Cấn xong thì Thảo kéo tay cậu Bình đi một mạch khỏi ngôi mộ. Bình nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp căng thẳng của Thảo thì phì cười. Anh không ngờ em nhát gan vậy đó. Thảo lườm Bình một cái tóe lửa. Cái này không phải là nhát gan, chỉ là lo trước lo sau, mấy người vô tâm như anh ấy chẳng hiểu được đâu. Bình không muốn tiếp tục chọc Thảo dỗi, cho nên ngừng cuộc tranh luận lại. Anh ngó nghiêng ngó dọc chung quanh để xác định phương hướng, nhưng chẳng thấy con đường nào quen thuộc. Hết cách, hai anh em đành đi thẳng vì hy vọng sẽ tìm được lối ra ở phía trước. Đi được một lúc thì Thảo đã bắt đầu thấm mệt, đôi chân cũng dần ê ẩm. Cô kéo tay cậu Bình rồi hỏi. Anh có nhận ra được đường không? Không em ạ, con đường này anh chưa từng đi qua lần nào. Thảo lộ rõ vẻ thất vọng, cô ngẩng đầu nhìn trời rồi lo lắng nói. Sắp tối rồi, nếu mà chúng ta không kịp ra khỏi rừng thì phải ngủ qua đêm ở đây. Thảo đã nói chúng điều lo nghĩ trong lòng của Bình nãy giờ. Khi màn đêm hạ xuống thì bốn bề trong rừng đều trở nên giống nhau, càng khó nhận biết được đường đi. Mặt trời lúc này đã lặn, chỉ còn tỏa xuống chút ánh sáng yếu ớt. Theo dự đoán của Bình thì chưa đầy 15 phút, cả khu rừng đã dần chìm vào bóng tối. Hôm nay không phải là ngày trăng mọc nên cũng chẳng thể mượn ánh trăng soi đường. Càng nghĩ thì Bình càng rối. Anh là đàn ông ngủ một đêm trong rừng không sao, nhưng Thảo là phụ nữ, sao có thể chịu đựng được cảnh màn trời chiếu đất. Chưa kể khi đêm buông xuống thì có những loại sinh vật thức dậy sau một giấc ngủ ngày, bắt đầu những chuyến đi săn. Đi đến một ngã ba, hai người dừng lại lưỡng lự không biết phải chọn đường nào. Đột nhiên trực giác mách bảo Bình nên rẽ vào bên trái. Thế là Bình nắm chặt tay của Thảo đi xăm xăm về hướng mà anh cho là đúng. Dẫu con đường phía trước hoàn toàn mờ mịt, chưa từng có bất cứ ấn tượng gì, nhưng Thảo vẫn ngoan ngoãn đi theo Bình. Bởi chỉ cần đó là quyết định của anh thì cô vẫn luôn tin tưởng. Nhưng năm tháng trưởng thành bên nhau, Thảo vô hình xây dựng cho mình một lòng tin tuyệt đối dành cho anh. Mà không, là người đàn ông mà cô yêu mới đúng. Thảo đã yêu Bình từ rất lâu, nhưng không dám bày tỏ cùng anh, bởi cô sợ nếu nói ra thì sẽ bị anh chán ghét, ngay cả làm em gái cũng không được. Bình nắm tay của Thảo đi dọc con đường mòn bám đầy rong rêu. Trời ngày một tối dần,
hai người lại ỷ y sẽ ra khỏi rừng trước buổi chiều nên không đem theo đèn pin. Mình cẩn thận dìu Thảo, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng nhắc nhở cô. Đừng hơi trơn trượt, đừng có đi nhanh. Nhìn bàn tay to lớn của mình đang bao trọn tay của mình, Thảo thầm mỉm cười. Cảm giác ấm áp từ da thịt của mình truyền tới khiến cho Thảo hoàn toàn an tâm, gần như quên mất bản thân đang đi lạc, có nguy cơ ngủ lại giữa rừng. Đi được một quãng, Bình đột nhiên thắng gấp. Thảo ở phía sau không kịp ngừng cho nên va mặt vào lưng của anh. Thảo liền la lớn. Trời ơi, sao đang đi anh dừng lại đột ngột vậy? Thảo chờ một lúc cũng không nhận được câu trả lời của Bình. Bèn lách người ra phía trước, xem thử vị trí lúc này hai người đang đứng là ở đâu. Và rồi cô tái xanh mặt mũi khi trước tầm mắt mình hiện giờ là một ngôi mộ quen thuộc. Thảo hét lên một tiếng rồi nắm chặt tay của Bình lắp bắp. Anh Bình ơi, có phải chúng ta bị ma dẫn đường không anh? Bình vỗ vào vai của Thảo, cố gắng giúp cô bình tĩnh trở lại. Mặc dù trong lòng quanh lúc này vô cùng hỗn loạn. Rõ ràng anh và Thảo luôn đi thẳng về phía trước, sau đó đụng một ngã ba về rẽ trái, rồi vẫn tiếp tục đi thẳng. Cả một hành trình hai người không hề đi vòng hay quay lại, thì làm sao có thể trở về cho ngôi mộ này? Chẳng lẽ đúng như Thảo nói, cả hai đã bị ma dẫn đường, mà thực sự có tồn tại sao? Bình nắm tay của Thảo đi cách xa ngôi mộ một đoạn, rồi bảo cô ngồi xuống nghỉ ngơi. Thảo lắc đầu nói, em không muốn ở đây, mình tiếp tục tìm đường về đi anh. Bình thở dài rồi đáp, anh nghe là chúng ta phải ngủ lại ở rừng một đêm. Không phải Bình không muốn về nhà, nhưng lúc này chung quanh đã tối đen như mực, chẳng thể phân biệt đông tây nam bắc nếu không có la bàn. Mà dù có la bàn thì cũng vậy thôi, bởi chính Bình cũng không nhận định được mình đang đứng ở đâu, thì biết rẽ vào đường nào để về làng. Lỡ như càng đi sâu vào trong rừng thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Bình đặt giỏ thuốc trên vai xuống rồi quay sang nói với Thảo. Tối nay em cứ ngủ đi, anh canh chừng cho. Trời vừa sáng chúng ta tiếp tục tìm đường rời khỏi đây. Dẫu Thảo không muốn phải nằm lại giữa rừng, nhưng lúc này quả thật không còn cách nào khác. Cô hái một ít lá cây trải xuống đất rồi bảo Bình ngồi nghỉ ngơi. Sau đó lấy trong túi ra một cái bọc nhỏ đưa cho anh. Anh ăn đi. May mà lúc trưa Thảo có mang theo một ít cơm nắm muối vừng, đề phòng đang hái thuốc thì đói bụng, cho nên bây giờ Bình mới có lương thực để lót dạ. Bình cầm lấy bọc cơm rồi hỏi Thảo, phần của em đâu? Em chỉ làm có một phần thôi, em đâu có biết là tụi mình sao phải ngủ lại giữa rừng đâu. Bình nghe vậy thì bẻ nắm cơm ra làm đôi, đưa một nửa cho Thảo mỉm cười rồi nói, không có sao đâu, chia nhau ăn là được rồi. Thảo vui vẻ cầm lấy nửa nắm cơm bỏ vào trong miệng ăn ngon lành. Cô có cảm giác mình và Bình lúc này giống như một đôi tình nhân cùng chia ngọt sẻ bùi hoạn nạn có nhau. Nghe vậy bỗng dưng cảm thấy việc ngủ qua đêm trong rừng không hề tệ như cô tưởng. Nửa nắm cơm tuy không thể giúp Bình và Thảo no bụng, nhưng ít nhất cũng cầm cự được đến sáng. Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc, Thảo cảm thấy buồn ngủ cho nên nằm xuống đống lá ngủ ngon lành. Thế vậy Bình bèn phì cười rồi bảo, lúc nãy cần bảo không sợ dám ở đây, vậy mà bây giờ ngủ còn không biết trời đất gì nữa. Bình cởi áo khoác cẩn thận đắp cho Thảo, sau đó dựa lưng vào gốc cổ thụ nhìn khắp chung quanh. Dẫu rất mệt nhưng anh nhất quyết thức cả đêm nay để canh chừng cho Thảo ngủ, lỡ như có thú rừng xuất hiện thì còn kịp thời đánh thức cô dậy. Cô mở mắt cho đến nửa đêm thì đầu của Bình bỗng dưng đau âm ỉ, hai mắt nặng trĩu. Bình đưa tay xoa xoa thái dương và ấn đường, cô không thấy đỡ cho nên cố gắng đành nhắm mắt lại. Đành bồng là chỉ nghỉ ngơi một chút, nhưng cuối cùng lại rơi vào giấc ngủ mê man. Không biết qua bao lâu đột nhiên có một bàn tay đánh mạnh vào mặt của Bình, kèm theo đó là một tiếng nghét thất thanh của Thảo. Anh Bình ơi, dậy đi, sao anh lại ngủ ở chỗ này? Bình lờ mờ mở mắt nhìn Thảo bằng một vẻ mặt ngái ngủ. Có chuyện gì vậy em?
Thảo ra sức kéo Bình đứng dậy, mặt mày tái xanh rồi nói: câu đó em phải hỏi anh mới đúng. Em trải sẵn lá anh không có ngủ, lại nằm ngủ ở đây. Bình ngơ ngác nhìn xuống chân thì giật nảy mình, bởi lúc này anh đang đứng trên phần mộ của cô gái tên Hường. Thảo vẫn chưa hết sợ rồi nói tiếp: lúc nãy em thấy anh nằm ở trên đó, tay ôm chặt tấm bia ngủ rất ngon. Bình nghe Thảo kể mà hoang mang tột độ. Anh kéo tay của Thảo đi về chỗ cây cổ thụ, mặt mày cũng trở nên trắng bệch. Anh thật sự có đau đầu và ngủ thiếp đi, nhưng anh chỉ dựa lưng vào gốc cây, không hề đi tới gần ngôi mộ. Sao lại có thể ngủ ở đó chứ? Thảo thấy sắc mặt của Bình ngày một nhợt nhạt thì lo lắng, lấy trong túi ra chai nước đưa cho Bình. Anh uống miếng nước cho Bình tĩnh lại đi. Bình cầm lấy chai nước uống như một cái máy, nhưng uống xong thì chẳng bình tĩnh hơn được bao nhiêu. Anh đảo mắt nhìn chung quanh, từ phía vẫn bị màn đêm bao trùm, có lẽ phải mất thêm một lúc nữa thì trời mới sáng. Trải qua chuyện kinh sợ lúc nãy, Bình xác định sẽ thức tới sáng, dù có đau đầu hay mệt mỏi cách mấy cũng nhất quyết không chợp mắt, bởi anh sợ sẽ lại nằm ngủ trên mộ phần của người chết lần nữa. Tuy anh không phải là người quá nhát gan, nhưng những chuyện kỳ lạ xảy ra liên tục từ trước đến giờ đã qua sức chịu đựng của anh. Với lại người chết là hết, không thể bất kính. Thảo ngồi sát vào Bình cố tìm chuyện để nói: giờ mà có khoai lang mình nướng lên ăn chắc là ngon lắm anh nhỉ. Bình chớp mắt nhìn Thảo không nhịn được bật cười: em thèm á, về nhà anh nướng cho em ăn đã đời, anh hứa rồi nha. Nụ cười rạng rỡ của Thảo lúc này giống như mặt trời chiếu rọi đêm tăm tối trong lòng của Bình, làm cho anh thấy yên tâm phần nào. Trời một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo nhiều lá khô và bụi đất bay thẳng vào mặt của Thảo. Cô la lên oai oái: cái gì vậy nè, bụi bay vào mắt của em rồi. Bình vội vàng giúp Thảo phủi sạch bụi và lá khô trên người, trong lòng cảm thấy khó hiểu vì sao tất cả lá và bụi đều rơi hết vào người của Thảo, còn anh thì không bị gì. Suy nghĩ này Bình giấu trong lòng chứ không dám nói ra, sợ rằng sẽ làm cho Thảo nghĩ ngợi nhiều. Hai người ngồi thêm một lúc thì trời tờ mờ sáng. Tuy bốn bề vẫn còn âm u vì cây cối rậm rạp, nhưng cũng đủ Bình và Thảo quan sát phương hướng. Bình đứng dậy quải giỏ thuốc trên vai rồi nói với Thảo: mình về thôi em ơi. Thảo gật đầu xách theo cây túi đi sắt vào người của Bình. Hai người chọn hướng không đi ngang qua ngôi mộ, bởi trong lòng của cả hai đều nảy sinh một nỗi sợ vô hình dành cho ngôi mộ của cô gái tên Hường. Đi một hồi bắt gặp một vũng nước lớn, đất chung quanh cũng ẩm ướt, giống như vừa trải qua một cơn mưa lớn. Bình ngạc nhiên vô cùng, bởi dù trời có âm u nhưng mà cả đêm qua không hề có một giọt mưa nào nhỏ xuống. Bình nắm tay của Thảo cẩn thận lội nhanh qua vũng nước. Bỗng cổ chân của Bình bị cái gì đó quấn vào, ngăn không cho anh di chuyển. Nghĩ là rong rêu hay rễ cây mọc dại, Bình thò tay ra gỡ. Thế nhưng Bình vừa đưa tay xuống thì sắc mặt lập tức tái mét, bởi thứ anh vừa chạm vào không phải là rong rêu, rễ cây gì, mà là một bàn tay lạnh giá của ai đó. Bình hốt hoảng thét lên rồi nhanh chóng giật mình. Kỳ lạ thay, bàn tay đang giữ chặt cổ chân của Bình biến mất, nên Bình bị mất đà, ngã một cái đầu điếng xuống đất. Thảo vội vàng chạy lại đỡ Bình dậy, ngạc nhiên nhìn Bình: anh sao vậy? Lúc này sắc mặt của Bình tái nhợt, không còn một giọt máu. Anh chỉ vào vũng nước rồi lắp bắp: Có một bàn tay ở dưới nước nắm lấy chân của anh. Thảo nghe Bình nói xong không khỏi kinh hãi. Cô vốn là một người tin rằng có quái âm đang tồn tại, đó là nơi ở của ma quỷ. Thỉnh thoảng cánh cửa ngăn cách âm dương sẽ mở ra, và những oan hồn sẽ theo đó đến thế giới của loài người. Thảo lập tức nắm tay của Bình bỏ chạy một mạch: chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Linh tính mách bảo với Thảo rằng tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều do một bàn tay ma quái nào đó đứng đằng sau sắp đặt. Thảo và Bình quen thuộc khu rừng này như lòng bàn tay, không lý nào lại đi nhầm đường. Và cả chuyện Bình ngồi trên bia mộ
chẳng thể nào chỉ là sự tình cờ. Đến hiện tại, một người vốn không quá nhát gan như Bình đã không còn giữ được bình tĩnh. Anh đã chân chính cảm nhận được nỗi sợ hãi khi xung quanh tồn tại một thiết lực vô hình. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng nỗi kinh hoàng lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Chờ một hồi thì Bình và Thảo khựng lại, bởi vì ngay trước mặt họ lúc này là ngôi mộ của cô gái tên Hường. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thật sự rơi vào hoảng loạn. Từ hôm qua đến giờ, cho dù làm đủ mọi cách, nhưng họ không làm sao thoát được ngôi mộ này. Chẳng lẽ chính hồn ma lạnh lẽo nằm dưới ba tấc đất kia đang quấy nhiễu họ, để họ mãi quanh quẩn không thể tìm được lối ra? Cây cối hai bên đột nhiên rung lắc dữ dội, mặc dù chỉ không hề có một chút gió. Thảo hoàng sợ ôm chặt lấy Bình, lấm lét nhìn chung quanh. Chừng giác mách bảo cho cô biết có một chuyện hết sức khủng khiếp đang diễn ra. Ngay sau đó, hai người nghe được tiếng lật đất vang lên từ đằng sau. Lấy hết can đảm ngoái đầu nhìn lại, Bình và Thảo trông thấy ngôi mộ cô gái tên Hường đang nứt ra làm hai. Từ bên trong khe hở, một bàn tay thò ra, sau đó cả một thân thể bò lên. Bình và Thảo tái xanh mặt mày, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi. Bởi trước mắt của họ lúc này là một bóng ma tóc dài, trên làn da trắng nhợt lỗ chỗ rời bọ. Một nửa gương mặt bị hoại tử, từng mảng da thịt đang dần rớt xuống. Cô ấy không thể đứng thẳng bởi cái lưng bị gù, đầu ngoẹo qua một bên, nhìn lom dom Bình và Thảo bằng đôi mắt trắng dã. Bình nắm chặt tay của Thảo khi nhìn thấy bóng ma đang từ từ lết từng bước về phía của hai người. Anh cố nén hơi thở gấp gáp rồi nói nhanh với cô: "Chạy thôi." Bình kéo tay của Thảo chạy một mạch. Bóng ma thấy vậy thì ngừng lại, chậm rãi nhếch môi cười. Sau đó cùng ả cúi người xuống để hai tay chạm đất như dáng đứng của các loại động vật. Rồi bằng tốc độ nhanh như một cơn gió, bóng ma phóng người chạy theo hai bóng người ở đằng trước. Cảm nhận được tiếng bước chân đang vùn vụt chạy sau lưng, Bình và Thảo cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng hai chân thì làm sao mà chạy bằng bốn chân. Chẳng mấy chốc mà bóng ma đã đuổi đến gần. À ta vươn bàn tay trắng bệch đầy ròi bọ, có vài chỗ lòi cả xương túm lấy chân của Bình, kéo giật lại đằng sau, làm cho anh té úp mặt xuống đất bất tỉnh tại chỗ. Bóng ma bò lên người của Bình để chặt Bình xuống đất, dùng chất giọng the thé rợn người nói vào tai của anh: "Đã gọi cả tên họ của người ta thì phải thuộc về người ta." Bóng ma ngửa đầu lên trời há miệng thật to, chuẩn bị cắn một cái thật mạnh vào cổ của Bình. Thảo hoảng hốt vội vàng lau tứ đẩy ả ra. Nhưng trước khi mà Thảo kịp chạm vào thì bóng ma đã phát hiện. Ả phất tay một cái làm cô ngã lăn xuống đất. Sau đó ả tiếp tục há miệng kề sát cổ của Bình. Mắt thấy Bình sắp sửa bị làm hại, Thảo hét lên một tiếng thật lớn. Bỗng đôi mắt của cô dần dần biến thành màu đỏ, phần dưới cổ cũng kêu lên răng rắc. Tiếp theo một chuyện kỳ lạ lại xảy đến. Cổ của Thảo từ từ nứt ra làm hai, những khúc ruột bên trong dần lòi ra ngoài. Sau đó đầu cô tách hẳn khỏi thân thể, kéo theo phần khí quản nối xuống nội tạng lủng lẳng, trông rất rợn người. Thảo bàng hoàng nhìn cơ thể không đầu của mình nằm bất động dưới đất. Bóng ma cũng đang nhìn chằm chằm vào Thảo, đôi mắt trắng dã của ả không nén nổi nỗi kinh hoàng độ. Ả thều thào nói: "Ma lại rút ruột." Bốn chữ vừa thốt ra từ miệng của bóng ma làm cho Thảo kinh sợ. Cô đã từng nghe mọi người trong làng kể về những câu chuyện đáng sợ có liên quan đến ma lai, thế nhưng chưa bao giờ hình dung được ma lai thực sự có hình dạng gì. Hóa ra là như vậy, và cô là một con ma lai. Nhưng lúc này dẫu Thảo có là ma lai hay gì cũng được, chuyện quan trọng trước mắt phải cứu được Bình. Cái đầu của Thảo lắc lư vài cái rồi bay thẳng về bóng ma, đẩy mạnh ả một cái. Bóng ma không chịu thua, ả phóng lên chụp lấy tóc của Thảo, nhưng cô đã nhanh chóng né qua một bên, há miệng cắn thật mạnh vào tay của bóng ma. Bóng ma rít lên một tiếng thật lớn, màng thịt vừa bị Thảo cắn rơi cái bịch xuống đất. Ả cắn răng nghiến lợi nhìn Thảo: "Nước bọt của ma lai quả nhiên rất độc." Bóng ma cúi người xuống đứng bằng cả bốn chân, tạo tư thế tấn công của động vật.
Khi ai chuẩn bị nhào lên một lần nữa thì một tia nắng từ trên cao rọi xuống chiếu thẳng vào người của ả. Bóng ma thét lớn rồi nhanh chóng chạy bốn chân về ngôi mộ, chui toàn vào bên trong. Thảo ngẩng đầu nhìn lên thấy mặt trời đã mọc thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng nhanh chóng bay trở lại thân xác của mình. Lại hoài một lúc, cuối cùng Thảo cũng gắn được đầu vào cơ thể. Vì còn bỡ ngỡ nên cô hành động không mấy tự nhiên. Đưa tay kiểm tra phần cổ thì mọi thứ đều bình thường. Thảo liền xoay người về phía của Bình. Tim của cô bỗng hẫng đi một nhịp. Khi lúc này Bình đang đứng nhìn cô bằng một ánh mắt bàng hoàng. Anh Bình, em... Thảo mấp máy môi, nhưng cố gắng lắm cũng chỉ bật được ba chữ này. Bởi trong lòng cô hiện tại cực kỳ hoảng loạn. Sợ Bình sẽ xa lánh cô, kỳ thị cô, thậm chí là bỏ rơi cô. Nào ngờ giây phút tiếp theo Bình lao đến ôm chầm lấy Thảo, ghì chặt cô vào trong lòng, dùng chất giọng ấm áp nhất trên đời thì thầm vào tay của cô. Không sao, có anh ở đây. Lời nói của Bình đã cắt đứt tất cả những gắng cượng nãy giờ của Thảo. Cô ôm lấy anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm và nhận được tha thứ. Thảo khóc một lúc thì cũng bình tâm trở lại. Cô nắm tay của Bình rời khỏi khu rừng. Và lần này họ về làng rất thuận lợi, không hề bị cản trở gì. Về đến nhà, Thảo đi thẳng sau bếp, cố tình tránh mặt của Bình, nhưng anh vẫn vươn tay kéo cô lại. Chúng ta cần nói chuyện. Thảo nghe vậy thì sợ thót tim, vì nghĩ rằng Bình muốn cô dọn ra khỏi nhà. Thế nhưng không, những gì Bình sắp sửa nói lại là một câu chuyện về cha mẹ ruột của cô. Trước khi mất, cha đã kể cho anh biết một bí mật. Mẹ của em là một ma lai. Thảo sững sờ không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Bình nắm lấy tay của Thảo trấn an cô rồi tiếp tục nói. Cha em không quan tâm đến thân phận của mẹ em, nên hai người đã kết hôn và sinh ra em. Một ngày nọ, người dân trong làng phát hiện mẹ em là ma lai, nên đốt cháy cơ thể của bà, làm bà không cách nào nhập đầu vào. Cuối cùng họ còn đánh nát đầu của bà. Khi đó cha anh cũng có mặt vì được mời đến làng này để chữa bệnh. Cha em nhân lúc không ai để ý đã giao em cho cha anh, nhà ông nuôi nấng em trưởng thành. Thảo càng lúc càng cảm thấy bàng hoàng, cô lúc này hỏi. Vậy cha em bây giờ thế nào? Bình buồn bã. Sau khi phó thác xong mọi chuyện của em, ông ấy đã tự tử. Thảo rùng rời cả chân tay. Cô không ngờ cha mẹ của mình lại có một kết cục bi đát như vậy. Bình vỗ vai của Thảo an ủi cô. Thật ra cha anh bằng lòng nhận nuôi em, vì ông đã chứng kiến sự tàn nhẫn của người dân ở làng. Cha anh kể rằng, rõ ràng lúc đó mẹ em có thể phản kháng lại họ, thậm chí là giết chết họ. Nhưng bà lại tốt bụng đến nỗi để mặc cho họ đánh chết, vì không nỡ tổn thương hàng xóm láng giềng của mình. Đến đây thì Bình ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Và anh tin cho dù em có là ma lai, cũng giống như mẹ em, vẫn là một Thảo hiền lành mà anh biết. Thảo cảm động nhìn Bình, hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô. Nhưng đó không phải là giọt lệ đau khổ, mà là mang theo một niềm vui vẻ, cùng mãn nguyện khi được người mình yêu đặt trọn niềm tin. Rồi cái nỗi vui sướng qua đi, thứ lưu lại lúc này chỉ còn là thê lương buồn tủi. Bởi khoảng cách giữa cô và Bình đã ngày càng xa hơn, và có lẽ không bao giờ lại gần được nữa. Kết cục bi thương của cha mẹ cô vẫn còn hiện rõ buồn một trước mắt. Người và ma sao có thể ở bên nhau? Kể từ lúc thân thể của Thảo chuyển hóa thành ma lai, thì nửa đêm cô thèm uống máu và ăn thịt sống. Để thỏa mãn cho Thảo, Bình phải dựng một cái chuồng nuôi gà vịt, để cô không cần phải ra ngoài, tránh bị dân làng nhìn thấy. Cuộc sống của cả hai người cứ như vậy bình yên trôi qua. Một ngày nọ, Bình được mời đến làng bên để trị bệnh. Thảo chuẩn bị các vật dụng cần thiết rồi cùng Bình lên đường. Người mời Bình đến là một chủ tiệm gạo lớn, giàu có nhất vùng. Họ sắp xếp cho Bình và Thảo hai căn phòng khang trang, bảo Bình cứ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hãy bắt đầu chẩn bệnh. Đêm hôm đó Bình đang ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy sống lưng của Bình lạnh toát. Mặc dù cửa sổ không hề mở,
chăn nệm lại dày cộm. Bình trùm chăn kín mít mà cũng không đỡ hơn là bao. Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Bình tò mò đi tới hé cửa nhìn ra, trông thấy đám người đang giữ chặt tay một cô gái. Một trong số đó lên tiếng: "Mau đưa cô hai về phòng, nhẹ nhàng thôi, đừng làm cho cô hai đau." Thì ra cô gái đang bị đám người làm kéo đi là con gái duy nhất của ông chủ tiệm gạo, cũng là bệnh nhân ngày mai Bình sẽ thăm khám. Đám người làm kéo cô gái đi ngang qua phòng của Bình rồi khẽ bảo nhau: "Nhỏ tiếng thôi, coi chừng làm ông thầy bên trong tỉnh giấc." Ở khoảng cách gần như vậy, Bình đã có thể nhìn rõ cô gái. Anh đứng hồn phát hiện trên miệng cô ấy toàn là máu đỏ, giống như là vừa mới nôn máu xong. Nhưng quan sát kỹ lại, Bình trông thấy khóe miệng cô gái như dính một sợi lông gà. Bình đưa tay lên ngực cố trấn tĩnh lại. Những gì anh vừa thấy thực sự quá khủng khiếp. Một cô gái xuất thân giàu có lại đi ăn thịt gà sống vào giữa đêm. Lẽ nào cô ấy cũng giống như là Thảo, là một ma lai? Nhưng mà nếu đã là ma lai thì cần gì phải chữa bệnh? Càng nghĩ Bình lại càng cảm thấy hoang mang. Anh khép cánh cửa quay trở lại giường và nằm xuống. Cả đêm hôm ấy anh không sao có thể chợp mắt. Trời vừa sáng, người đã làm đến trước cửa phòng đánh thức Bình dậy, mời Bình và Thảo ra ăn sáng. Dùng bữa xong, người làm dẫn Bình vào trong phòng của cô hai. Lúc này hai ông bà chủ cũng đang ngồi đợi sẵn ở bên trong. Ông chủ vừa trông thấy Bình thì liền đứng dậy niềm nở nói: "Chào thầy, đêm qua thì ngủ ngon chứ?" "Tôi ngủ rất ngon. Cảm ơn ông bà đã sắp xếp chúng tôi một căn phòng lớn như vậy." "Dạ, chỉ là một căn phòng có đáng gì đâu thầy. Chỉ cần thầy giúp con gái tôi chữa khỏi bệnh, chúng tôi còn cảm tạ thầy nhiều hơn vậy." Bình đi thẳng tới giường của cô gái, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, bắt đầu bắt mạch. Một lúc sau anh đứng dậy nói với ông bà chủ: "Mạch tượng của cô hai rất bình thường, không giống như người có bệnh." Ông bà chủ nghe vậy ngạc nhiên. Bà chủ lên tiếng: "Sao có thể không có bệnh? Không bệnh mà nó..." Bà chủ nói đến đây thì bị ông chủ kéo tay, ra hiệu cho bà đừng nói nữa. Bà chủ cũng biết mình lỡ lời cho nên liền im miệng. Mình thấy hai người này đang có chuyện giấu mình bèn nhắc: "Ông bà đã mời tôi đến khám bệnh thì phải tin tưởng tôi. Nếu cứ che giấu như vậy, tôi em mình không thể chữa khỏi bệnh cho cô hai." Ông bà chủ đưa mắt nhìn nhau, suy nghĩ một chút rồi cũng thở dài. Bà chủ lên tiếng nói: "Không giấu gì thầy, mấy tháng gần đây con gái tôi đột nhiên mắc bệnh lạ. Cứ hay nửa đêm là đi bắt gà vịt thịt ăn thịt sống. Thậm chí là con chó tôi nuôi bên cạnh kho lúa cũng bị nó cắn cổ chết, móc ruột ra ăn." Mặt cậu Bình thoáng biến sắc, anh liền lắp bắp: "Cô ấy có xuất đầu khỏi cơ thể không?" Ông bà chủ sừng sốt nhìn Bình, ông chủ liền la lớn: "Trời đất ơi, thầy làm như con gái tôi là ma lai hay gì mà xuất đầu. Đêm nào nó cũng chạy khắp nhà, tôi phải sai người làm đánh ngất nó, bắt nó về phòng ngủ mới chịu yên." Bình nghe vậy thì thở phào: "Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi nghĩ thần trí cô hai đang có chút rối loạn. Trước tiên tôi sẽ kê vài thang thuốc an thần để cho cô hai bình tâm lại, đêm có thể ngủ ngon, không đi ăn thịt sống. Sau đó tôi sẽ từ từ tìm cách chữa khỏi bệnh cho cô ấy." Ông bà chủ nghe vậy thì mừng rỡ. Ông chủ nắm lấy tay của Bình rồi nghẹn ngào nói: "Trăm sự đều nhờ hết vào thầy. Hai vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái này. Nếu nó có mệnh hệ gì, chúng tôi không thể sống nổi." Bình vỗ vai của ông chủ trấn an ông. Thảo nãy giờ đứng bên cạnh đang nghe hết mọi chuyện, cô cúi mặt không giấu được tiếng thở dài buồn bã. Lúc hỏi con gái ông bà chủ có phải là ma lai không, Bình đã có chút sợ sệt. Điều đó có nghĩa anh thực sự để tâm chuyện người đối diện là người hay ma. Sở dĩ anh chấp nhận cho cô ở lại đều là vì lời chăn trối trước khi qua đời của ông Lũ mà thôi. Thảo xoay mặt đi, kín đáo lau những dòng lệ vô thức trào ra. Đêm hôm ấy Thảo ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ rất nhiều về tương lai phía trước của cô và Bình. Đột nhiên cơn khát máu ập tới. Thảo vội vàng lấy chai màu đen trong túi, uống ừng ực.
Trong này chính là máu gà đã được Bình chuẩn bị, đủ để cho Thảo dùng trong vài ngày. Uống xong Thảo vẫn còn không cảm thấy đỡ, vì máu này đã để lâu không còn tươi nữa. Của cô vẫn đang không ngừng nhộn nhạo, tách khỏi cơ thể. Nếu bây giờ không được uống máu tươi ăn thịt sống thì cô thực sự không chịu nổi. Thảo nằm vật xuống giường lăn qua lăn lại, cố gắng kiềm chế không cho đầu của mình tách khỏi thân. Cô đau đớn đến khó chịu, đến mức gân xanh gân đỏ nổi lên chẳng chịt khắp mặt. Hai tay của Thảo bấu chặt trên giường nệm, miệng ngậm lại, cô không phát ra tiếng kêu rên. Nhưng rồi cơn thèm khát trong Thảo cuối cùng chiến thắng. Cổ Thảo kêu lên răng rắc rồi từ từ kéo ra khỏi cơ thể. Cái đầu mang theo nội tạng lủng lẳng của Thảo bay tới cửa, thở mạnh một cái, cửa lập tức mở tung. Thảo ráo rác ngó không có ai. Thảo lập tức bay thẳng ra ngoài tới chỗ chuồng gà vịt, chọn một con gà to béo nhất. Thảo xả đầu xuống cắm phập vào cổ của nó. Con gà chưa kịp kêu một tiếng nào thì đang ngẹo đầu qua một bên, hai mắt mở to để thẳng thốt. Sau khi hút cạn máu gà, Thảo cảm thấy dễ chịu hơn. Cô cắn vài miếng thịt nhòm, trông cực kỳ thỏa mãn. Ăn uống no nê xong, đầu của Thảo bay về phòng, nhập lại vào thân thể. Cô lấy khăn lau sạch máu và lông gà dính trên miệng, rồi nằm xuống giường đắp chăn ngủ, xem như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, người làm hơ hớt hải chạy đến phòng thông báo cho bà chủ biết chuyện xảy ra ở chuồng gà. Tưởng rằng lại do con gái của mình làm, hai ông bà liền đi đến phòng của cô. Nhưng con gái của họ lúc này còn đang nằm ngủ ngon lành trên giường, mặt mày sạch sẽ. Lấy làm là ông chủ bèn hỏi con bé người làm bên cạnh. Đêm qua cô hai có chạy đi không? Dạ không. Sau khi dùng thuốc cô hai ngủ tới bây giờ. Hai ông bà sửng sốt nhìn nhau. Lúc này Bình và Thảo cũng vừa tới nơi. Ông bà chủ đem mọi chuyện kể hết cho Bình nghe. Anh chợt nhíu mày quay đầu nhìn Thảo. Thảo sợ hãi cúi mặt giống như một đứa bé vừa làm chuyện sai và bị phát hiện. Bình nói với ông bà chủ có thể con gà đã bị thú hoang ăn thịt, vì dù sao làng này cũng nằm cạnh rừng. Lời giải thích của Bình thực sự không có sức thuyết phục, vì nếu là thú hoang thì nó sẽ ăn sạch cả chuồng gà, sao lại chỉ cắn chết một con, uống sạch máu ăn vài miếng thịt. Nhưng giờ không thể tìm thấy câu trả lời nào phù hợp, nên ông bà chủ đành miễn cưỡng nghe theo lời của Bình. Bình khám xong bệnh cho cô con gái, kể thêm một đơn thuốc thì xin phép về phòng. Thảo đi sau lưng của Bình mà nơm nớp lo sợ. Bình kéo tay của Thảo vào trong phòng của anh, nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi nghi hỏi. Chuyện đó xem làm phải không? Dạ. Xem lại làm như vậy? Không phải anh đã chuẩn bị máu gà cho em? Giọng nói của Bình thể hiện phần giận dữ. Không phải anh giận chuyện Thảo cắn chết con gà, mà là giận cô mạo hiểm rút đầu khỏi cơ thể. Lỡ như bị người khác nhìn thấy thì thân phận ma lai của cô sẽ bị phát hiện. Con người vốn luôn sợ hãi với những thứ mơ hồ, họ nhất định phải giết chết Thảo như giết chết mẹ cô năm xưa. Thảo không hề biết những suy nghĩ trong lòng của Bình. Cô cho rằng anh đã chán ghét cô nên nổi giận với cô. Cô liền bật khóc nức nở. Máu đó không còn tươi, không thể thỏa mãn cơn thèm khát của em, nên em mới, em xin lỗi. Nhìn thấy những giọt nước mắt của Thảo, tim của Bình nhói lên. Anh giằng tay kéo Thảo ôm vào lòng rồi vỗ nhẹ vào lưng. Em đừng khóc, là lỗi của anh. Đáng lẽ anh không nên đưa em theo, để em ở nhà thì có thể ăn thịt gà thịt vịt, không phải là khổ sở như vậy. Lời này của Bình thực sự là một nhát dao chí mạng đâm mạnh vào tim của Thảo. Giờ đây cô đã biến thành gánh nặng của anh. Có lẽ sau lần này Bình sẽ không bao giờ đưa Thảo đi cùng. Nghĩ vậy Thảo lại càng khóc lớn. Bình không hiểu tại sao mình càng dỗ thì Thảo lại càng khóc. Giờ lúc anh hoang mang không biết phải làm gì, thì một người làm chạy tới gõ cửa phòng của Bình. Thầy ơi, nguy rồi thầy ơi. Có chuyện gì vậy? Cô hai hóa điên. Ông bà chủ mời thầy mau chóng qua bên đó. Bình hốt hoảng xách theo túi thuốc đi theo gã người làm. Vừa bước vào trong phòng con gái của ông bà, Bình đang nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ và tiếng la hét thất thanh.
tránh xa tao ra, lũ khốn kiếp. Trước mặt của Bình lúc này, cô con gái ông bà chủ nhà đang cầm con dao ở trong tay, hôn loạn xạ về phía những người muốn tiếp cận cô. Vật dụng trong phòng nằm lan liệt dưới đất, những thứ dễ vỡ thì đều bể nát. Tình cảnh này khiến cho Bình cũng cảm thấy sợ hãi. Anh hỏi ông bà chủ: sao cô hai lại trở nên như vậy? Bà chủ lúc này chỉ biết ôm mặt khóc. Chỉ có ông chủ được bình tĩnh, ông liền đáp: vừa ngủ dậy thì nó đã phát điên như vậy. Hình như tại đêm qua không có được uống máu cho nên nó mới nổi khùng. Cô gái liếc mắt sắc lẹm nhìn về Bình rồi quát lớn: là tại mày. Mày cho con nhỏ này uống thứ thuốc gì đó, làm cả đêm qua nó ngủ say như chết, báo hại tao chịu đói, tao phải giết mày. Cô gái cầm dao lao thẳng về phía của Bình. Đám người làm hoảng hốt vội vàng chạy đến ôm cô gái. Nhưng cô ấy giống như là một lực sĩ, hất cả đám văng ra, sau đó tiếp tục nhào vào Bình. Bình sợ hãi né tránh, cô gái đuổi theo anh khắp phòng. Hai ông bà chủ muốn xông vào ngăn cản con gái, nhưng vì trên tay cô có dao cho nên không dám làm liều. Thảo đi vào trong phòng đúng lúc này, trong thích cảnh ấy, cô lập tức muốn rút đầu của mình đi cứu Bình. Bình nhìn sang Thảo xua tay ra hiệu cho cô không được làm như vậy. Nếu như thân phận của Thảo bị bại lộ thì cô chỉ có duy một con đường chết. Thế nhưng mà Bình đâu hề biết được rằng chính người là quan trọng nhất đối với Thảo. So với sự an toàn của anh thì mạng sống của cô chẳng đáng là gì. Ngay khoảnh khắc Thảo chuẩn bị rút đầu ra khỏi một sợi xích bạc thì từ ngoài cửa xé gió lao vào, quấn chặt cổ tay của con gái ông bà chủ, kéo cô ngã xuống đất. Cô gái ra sức vùng vẫy để thoát khỏi sợi xích, hét lên một cách đầy giận dữ: thả tao ra. Cô điên mới thả ngươi. Một cô gái đầu khoảng 16-17 tuổi bước vào, theo sau là chàng trai ước chừng gần 30. Hai người đó không ai khác chính là Mến và Linh. Linh cầm chặt một đầu dây xích, nghiêm mặt nhìn con gái ông bà chủ đang nằm ở dưới đất. Ngạ quỷ to gan, dám nhập xác phàm, còn không mau xuất ra. Lời của Linh vừa nói, mọi người trong phòng đều kinh hãi. Bà chủ thì tức giận khi nghe người khác bảo con gái của mình là quỷ, cho nên vội vàng lên tiếng: cô nói bậy cái gì vậy? Con gái tôi xuất thân giàu sang, cô không được phép làm nhục nó. Mến thấy bà chủ đã mất bình tĩnh cho nên đưa tay ngăn lại, sau đó lên tiếng: xin bà đừng nóng giận. Chuyện ma quỷ nhập xác và chuyện xuất thân của một người không hề liên quan, bởi chỉ cần hợp mệnh thì đều có thể nhập. Ông chủ thấy Mến nói có lý bèn hỏi: cậu nói con gái tôi bị quỷ nhập, vậy cậu có gì chứng minh? Mến trả lời đầy tự tin: dĩ nhiên là có. Dứt lời thì Mến lấy ra một lá bùa từ trong cái túi đeo chéo, ném thẳng vào giữa trán cô gái, làm cho cô hét lên đầy đau đớn, lăn qua lăn lại ở dưới đất, quằn quại trong đau đớn vô cùng. Bà chủ không đành lòng thấy con gái của mình chịu khổ nên muốn nhào tới bên con, nhưng bị Linh ngăn lại. Cô lên tiếng hăm dọa bà: bà mà có đó, cô ấy sẽ ăn thịt luôn bà đấy. Bà chủ nghe vậy thì sợ hãi lùi lại. Bên này Mến đi tới bên cạnh cô gái, xuất ra cây bạch phụng, nghiêm giọng rồi hỏi: ngoan ngoãn xuất ra, hay là muốn bị đánh hồn siêu phách tán không thể đầu thai? Ánh sáng tỏa ra từ cây gậy làm cô gái kinh hãi, vội vàng đưa hai tay lên ôm mặt, miệng liên tục van nài: tha cho tôi, tôi không cố ý hại người, tôi chỉ vì quá đói cho nên làm liều. Mến lấy một lá bùa hình người ra giơ về phía của cô gái: nếu người ngoan ngoãn nhập vào đây, ta sẽ không làm hại ngươi. Cô gái gật đầu rồi ngửa mặt về phía lá bùa. Ngay lập tức từ trong miệng cô gái cứ một làn khói bay ra, hóa thành một con quỷ với hình dạng gớm ghiếc, tay chân tèo tóp ra thịt thối rữa, hai mắt lồi ra, bụng trừng phình. Mọi người trong phòng nhìn thấy đều cảm thấy buồn nôn. Mến giơ lá bùa ra trước mặt của con quỷ, nó nhanh chóng bay vào trong. Lá bùa dần chuyển thành màu vàng. Cất lá bùa vào lại trong túi, Mến quay sang nói với chủ: ngạ quỷ lúc nào cũng đói khát, nhưng lại chẳng thể tự mình ăn nên phải mượn xác phàm.
Giờ tôi đã thu phục nó, con gái của ông bà bình an rồi. Nghe mến nói như vậy, ông bà trùm mừng rỡ vô cùng. Hai người rối rít cảm tạ mến rồi chạy lại đất của con gái đang ngất xỉu lên giường. Thế trên người con gái còn quấn đầy dây xích, bà chủ vội vàng nói với Linh: cô gái à, có thể tháo sợi dây này ra được không? Linh giật nhẹ một cái, xích bằng lập tức bay trở vào tay của cô. Bình bắt mặt cho con gái công bà chủ xong, xác định sức khỏe cô không có vấn đề gì thì xin phép được ra về. Ông chủ tỏ ý muốn giúp Bình lại dùng bữa tối, rồi sẽ trả tiền thăm khám cho mấy ngày qua. Thế nhưng Bình khoát tay từ chối vì mình chẳng giúp ích được gì. Nói xong, anh vội vàng kéo Thảo rời khỏi phòng. Bình và Thảo gấp gáp rời khỏi trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông bà chủ. Mến và Linh dõi mắt nhìn theo hai người, sau đó cũng dởm bước muốn đi. Ông chủ lập tức tiến tới bên cạnh Mến niềm nở nói: cô cậu đã giúp gia đình tôi một chuyện lớn, xin nhận lấy chút lòng thành của chúng tôi. Mến liền xua tay từ chối: hôm nay chúng tôi đến đây theo lệnh của thầy nên sẽ không nhận bất cứ thứ gì. Ông chủ nghe vậy thì ngạc nhiên liền hỏi: chúng tôi không quen thầy của hai người, sao ông ấy lại giúp đỡ chúng tôi? Mến liền mỉm cười rồi đáp: thật ra thầy tôi và ông bà từng có duyên gặp gỡ cách đây rất lâu. Năm đó làng này gặp lũ lụt, thiệt hại nặng nề. Chính hai người đã đem của cải trong nhà phân phát cho bà con, giúp dân làng vượt qua được thiên tai. Thầy tôi tình cờ đi ngang qua đây, chứng kiến tất cả, rất cảm kích tấm lòng lương thiện của hai người. Công bấm quẻ bói được gia đình của hai người có kiếp nạn lớn, vì vậy mà hôm nay anh em chúng tôi mới có mặt tại đây. Linh nãy giờ im lặng cũng nói chen: ngày trước làm việc thiện, ngày nay gặt quả lành, là ông bà đáng được nhận. Dứt lời, Mến và Linh gật đầu chào ông bà rồi nhanh chóng rời đi. Hai ông bà quay sang nhìn cảm động không nói nên lời. Sống ở trên đời này quả thật chỉ cần làm người tốt thì những chuyện còn lại trời cao tự khắc an bài. Hạt giống lương thiện ngày xưa ông bà gieo trồng cuối cùng cũng trở thành quả ngọt che chở cuộc đời con gái của hai người. Bà chủ đi tới ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn con gái bằng một ánh mắt ngập tràn yêu thương thủ thỉ nói: con ngoan của mẹ, mọi chuyện đều đã qua cả rồi con ạ. Bình dẫn Thảo trở về phòng, bảo cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi nhà ông bà chủ. Nhưng khi hai người vừa đi đến cầm thì bị Mến và Linh chặn đường. Bình tái xanh mặt mũi, lập tức kéo Thảo phía sau lưng của mình cảnh giác hỏi: hai người muốn gì? Mến đưa tay lên ra hiệu cho Bình biết được rằng mình không hề có ác ý. Anh nói: đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không hại cô ấy. Bình sửng sốt trước câu nói của Mến: anh nói thật sao? Linh ném cho Bình một ánh mắt sắc lẹm: đồ anh làm gì chứ, nếu muốn thu phục chị ấy thì lúc nãy tụi này đã làm rồi. Bình nghe Linh nói xong thì biết được rằng những gì mình suy đoán đã đúng. Khi thấy Mến và Linh trấn áp thu phục ngạ quỷ, anh liền nghĩ với đạo hạnh cao như vậy thì có thể họ phát hiện thân phận thực sự của Thảo, cho nên mới gấp gáp dẫn cô rời đi. Và quả nhiên hai người họ đã biết Thảo là ai. Mến đưa mắt nhìn ra ngoài: ở đây không có tiện nói, chúng ta ra ngoài đi. Bốn người nhanh chóng rời khỏi nhà ông bà chủ. Đến một chỗ vắng vẻ, Mến ngừng lại, quay sang Bình và Thảo: tôi sẽ cho một lá bùa, chỉ cần cô mang theo nó bên người thì sẽ không còn thèm khát máu tươi. Anh nói thật chứ? Hai người này ngộ quá, người ta nói thật mà cứ không chịu tin. Bộ gạt hai người thì đẻ ra tiền hả? Xin lỗi, tại chúng tôi không biết lựa lời mà nói, mong lượng thứ. Mến liền khoát tay: sơ mùa tôi ăn ngay nói thẳng, hai người lượng thứ mới đúng. Mến lấy trong túi ra một lá bùa đưa cho Thảo, rồi cẩn thận dặn: cô nhớ phải luôn tháo bên mình, như vậy sẽ không còn biến thành ma lai. Thảo cầm lấy lá bùa nhìn Mến bằng một vẻ khó hiểu: tại sao anh lại giúp tôi? Âu cũng là duyên phận, kể ra thì dài dòng lắm. Bình nghe vậy thì mời Mến và Linh về nhà nghỉ ngơi, sau đó từ từ kể lại. Mến muốn từ chối, thế nhưng Linh thắn đói bụng, cho nên đành gật đầu nhận lời của Bình.
Tối hôm đó Thảo tự tay nướng một con gà thơm phức, thiết đãi hai anh em của Mến. Ăn uống no say, Mến bắt đầu kể lại cách được gọi là duyên phận. 30 mấy năm về trước, thầy Thiên tức là sư phụ của Mến và Linh từng đến ngôi làng của cha mẹ Thảo. Ông gặp gỡ hai người và cảm động trước tình người duyên ma, nên hứa sẽ giúp cho mẹ Thảo không còn biến thành ma lai nữa. Nào ngờ lời hứa đó phải mất tới tận 10 năm mới thực hiện được. Sau khi tạo ra được lá bùa áp chế ma lai biến đổi, thầy Thiên lập tức quay trở lại ngôi làng. Nhưng mà ông đã tới chậm một bước. Cách đây 2 ngày, mẹ Thảo đã bị dân làng phát hiện là ma lai, hợp sức giết chết. Cha Thảo vì quá đau lòng cho nên ôm lấy đầu của vợ, chạy vào nhà tự thiêu. Qua lời kể của dân làng, thầy Thiên biết được hai người có một cô con gái cũng đã bị thiêu chết trong đám lửa. Thầy Thiên bấm đồn đoán được đứa bé đó còn sống. Vì quá tự trách, ông đã dùng đủ mọi cách tìm được tung tích của đứa bé. Khi thấy nó an toàn và sống hạnh phúc, thầy cũng yên lòng. Trước lúc rời khỏi, thầy đã lén lấy một giọt máu từ ngón tay của đứa bé, nhỏ vào miếng ngọc màu trắng. Ngày sau, khi nào miếng ngọc biến thành màu đen, thì thầy biết đứa bé đã chuyển hóa. Mến kể đến đây thì ngưng lại một chút, sau đó rồi mới nói tiếp. Lần này tôi và Linh xuống núi có 2 nhiệm vụ. Một là trục ngạ quỷ cho con gái của ông bà chủ tiệm gạo. Hai là thay thầy trao lá bùa này năm xưa chưa kịp tới tay của mẹ cô lại cho cô. Thảo im lặng lắng nghe câu chuyện về cha mẹ của mình. Từ đầu đến cuối không hề nói một lời. Mà đến khi Bình đưa tay vỗ vào vai thì cô mới bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt mặn đắng thi nhau lăn dài trên gương mặt của cô gái, mang theo bao nhiêu uất hận trước cái chết của hai đấng sinh thành. Ở chưa biết bao tiếc nuối khi chưa được một lần cảm nhận vòng tay ấm áp của cha mẹ. Người thì sao, ma thì sao? Không phải chỉ cần sống tốt, không làm hại ai là đã đủ rồi. Trong loài người cũng có đầy rẫy những kẻ xấu, tại sao bọn họ vẫn được phép tồn tại, còn mẹ cô phải bị đánh chết chỉ vì bà ấy là ma lai? Mà làm hại người thì bị tiêu diệt, người giết oan ma thì không cần phải đền mạng ư? Bình cắp tay của Thảo ôm vào trong lòng cẩn thận vỗ về. Mến và Linh quay sang nhìn nhau, không nén được tiếng thở dài. Trên đời này thiện ác đúng sai vốn dĩ chỉ cách nhau một đường kẽ mỏng, sơ ý một bước lập tức xa chân. Hai anh em của Mến nghỉ lại nhà của Bình một ngày thì xin phép rời đi. Bình có giữ hai người ở lại lâu hơn, nhưng Mến bảo trên người còn nhiệm vụ thầy giao, chẳng dám chậm trễ. Biết không thể nài ép được Mến cho nên Bình bèn nói: sau này nếu rảnh hai người nhớ quay lại thăm chúng tôi. Thảo cầm ra một cái túi đựng cơm và nước, còn có ít trái cây, lưu luyến nhìn hai người mới gặp không lâu mà ngỡ như đã thân quen từ bao giờ. Hai anh em mang theo ăn đi dọc đường. Linh cầm lấy cái túi, sau đó kéo Thảo ra ngoài: nếu chưa thích anh ta, mau chóng tỏ tình đi. Thảo liền đỏ mặt: sao em biết? Mỗi lần chị nhìn anh ta, ánh mắt đều trở nên si dại, cơ mù cũng nhận ra được. Nhưng anh ấy có nhận ra đâu, người ngốc không chỉ có một mình anh ấy đâu. Thảo không hiểu ý câu nói của Linh là gì, đang muốn hỏi lại thì Linh kéo tay của Mến đi nhanh khỏi nhà. Chỉ theo hai bóng dáng một thấp một cao, ông dùng tự tại trên đường, Thảo âm thầm ngưỡng mộ. Họ thật là đẹp đôi. Khi Thảo nói lời này, cô không hề biết được rằng hai người mà cô cho rằng xứng đứa vừa đôi ấy mãi mãi chẳng thể đến được với nhau, bởi vận mệnh vốn dĩ sắp đặt sẵn một cuộc đời cô độc cho thầy trừ tà bậc nhất thế gian này. Kể từ ngày mang theo lá bùa của Mến, Thảo không còn biến đổi nữa. Thảo và Bình mừng lắm, vậy mà họ có thể sống những tháng ngày như người bình thường, không còn nơm nớp lo sợ bị dân làng phát hiện bí mật của Thảo. Thế nhưng rồi bi kịch ập đến vào một buổi tối không trăng không sao. Tất cả gà vịt trong làng đồng loạt bị giết sạch chỉ trong một đêm. Sáng ngày hôm sau, mọi người trong làng đều hoang mang sợ hãi. Vì để trấn an lòng dân, bác trưởng làng mới nói là thú rừng gây ra, bảo mọi người từ nay đóng chuồng cho cẩn thận. Ngay sau đó dân làng lập tức gia cố chuồng gia súc.
Nào ngờ đêm tiếp theo toàn bộ heo trong làng đều bị cắn cổ mà chết, có con chỉ còn nửa cơ thể. Dân làng rủ nhau giăng bẫy bắt thú, thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Gia súc vẫn chết, còn thú rừng thì hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cũng chưa biết nó là loại thú gì mà sở hữu sức mạnh kinh hồn như vậy, có thể phá nát một cây chuồng đóng đến tận ba lớp gỗ dày. Những ngày sau đó, cả làng Vĩnh Phúc đắm chìm trong màu tối tăm u ám. Khi hết heo thì tới bò, những gia súc trong làng đều lần lượt chết tập thể. Dân làng bàn bạc với nhau, đồng quả quyết là do ma quỷ quấy phá, chứ thú rừng không thể nào gây ra những chuyện như vậy. Bình và Thảo nghe xong thì vô cùng lo lắng. Họ trở về nhà đóng chặt cửa bắt đầu thảo luận. Bình hỏi: em nghĩ có phải trong làng mình vẫn còn một ma lai nào khác? Thảo liền dứt khoát lắc đầu: nếu là ma lai cắn chết gia súc thì trên cổ phải để lại dấu răng của người, đằng này bốn cái răng nanh sắc nhọn. Bình suy nghĩ một lúc rồi nói: biết đâu sau khi ma lai tiến hóa thì sẽ có răng nanh. Chuyện này em thực sự không biết. Thảo suy nghĩ thêm một chút rồi sực nhớ ra gì đó cho nên reo lên: anh Bình này, sao mình không gửi thư nhờ anh Mến và Linh đến? Nhưng mình có biết họ ở đâu, sao mày nhờ? Chuyện đó anh an tâm. Trước khi đi, Linh có cho em địa chỉ quán trà dưới chân núi họ ở. Chỉ cần mình gửi thư tới đó, sẽ có người lên núi đưa cho họ. Vậy thì em viết thư đi, rồi anh sẽ đem đi gửi. Thảo lập tức viết thư, soạn một phong thư cho Mến và Linh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì khoảng một tuần thư sẽ đến tay của họ. Đưa phong bì được dán kín cho Bình, Thảo cẩn thận dặn: anh mau đi cho kịp, để qua giờ làm việc thì ngày mai bưu điện mới nhận được thư. Bình gật đầu lao lên xe đạp và phóng đi. Thảo dựa vào cửa rẽ mắt nhìn theo Bình, trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện đều sẽ được thuận lợi. Thảo đi vào nhà rót một ly nước, nhưng lại sơ ý làm cho cái ly rơi xuống đất. Nhìn những mảnh vỡ nằm vương vãi, Thảo thoáng lặng người. Một cảm giác bất an khó tả đột nhiên trào dâng trong lòng của cô. Vài ngày sau, có một gia đình ba người dọn tới làng. Đôi vợ chồng còn trẻ, độ khoảng chưa tới 30. Họ mở một quán mì nhỏ được dân làng ủng hộ. Cậu con trai liền bốn của họ cực kỳnh, đặc biệt cứ bám dính lấy Thảo, nên thường sang nhà Bình và Thảo chơi. Bình cũng thích con nít cho nên cưng chiều thằng bé ra mặt. Ai không biết nhìn vào còn tưởng Bình và Thảo mới là cha mẹ ruột của nó. Nằm trong vòng tay của Thảo, thằng bé khúc khích cười rồi nói bằng một thanh âm trong trẻo: cô Thảo xinh đẹp tốt bụng nhất làng, Phong thương cô Thảo lắm. Thảo phì cười nhìn đứa bé non nớt trước mặt, trong lòng ước ao mình có một đứa con đáng yêu như vậy. Thế nhưng cô biết nguyện vọng đó không bao giờ trở thành sự thật, bởi cô là ma lai. Nếu sinh ra thế hệ kế thừa sẽ sinh ra một ma lai mới. Đời mẹ cô và đời cô chịu quá nhiều đau khổ, cô không muốn con mình phải trải qua những chuyện tương tự. Mỗi một đứa bé đến với thế gian đều là vì mong muốn của người lớn, cho nên chúng xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc đời ngập tràn tiếng cười. Mà có một chuyện kỳ lạ, kể từ khi gia đình của đứa bé mới dọn đến làng thì chuyện gia súc gia cầm bị giết không còn xuất hiện nữa. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cho rằng sóng gió đều đã qua đi. Thế nhưng vào một buổi sáng nọ, hai vợ chồng tạm đóng cửa quán mì một ngày, dẫn con trai trên tỉnh chơi, mai mới về. Thì ngày khuya hôm ấy, cơn ác mộng kinh hoàng lại tái diễn. Chú Bảy cạnh nhà của Bình và Thảo nửa đêm mắc đi vệ sinh cho nên đi ra nhà ngoài. Vừa mới kéo quần chưa kịp chút bầu tâm sự thì hét lên dữ dội khi thấy một bóng người ngồi thù lù trong chuồng gà của nhà mình. Cái bóng đó bị phát hiện liền lao về phía của chú Bảy. Nhà bốn cái răng nanh sắc nhọn cắm phẩm vào cổ của chú. Nghe thấy tiếng hét của chồng, thím Bảy cầm đèn pin xem có chuyện gì. Đúng lúc ấy nhìn thấy cảnh tượng này, thím Bảy kinh hồn la lớn lên một tiếng thất thanh: bờ làng nước ơi, cứu tôi! Tiếng hét thất thanh đã đánh thức Bình và Thảo và cả những nhà bên cạnh. Mọi người lũ lượt kéo ra. Đập vào mắt của dân làng lúc này là một hình ảnh hết sức kinh hoàng.
Chú Bảy đang bị một bóng người tóc dài cắn vào cổ, máu tươi không ngừng chảy ra. Hai mắt của chú trợn trừng, miệng há to, tứ chi buông thõng, chứng tỏ không còn sự sống. Phụ nữ và trẻ em trong làng sợ hãi chạy lùi vào trong nhà. Thanh niên trai trắng và những người khỏe mạnh chụp lấy cây gậy và dao để giơ lên tự vệ. Bóng người tóc dài sau khi uống cạn máu của chú Bảy thì nhả ra. Sau đó quay đầu loang lổ những mảng da thịt bị chóc, nhìn về dân làng bằng một đôi mắt trắng dã. Chợt nhiên di chuyển về phía trước một chút, khi mà nhận ra Bình đang lẩn khuất bên trong đám người. Rồi bật cười thật lớn. Cuối cùng cũng tìm thấy anh. Bình giật nảy cả người khi nghe giọng nói thê thê đáng sợ này. Gương mặt kinh hồn bật vía trước mắt. Dẫu có chết anh cũng không thể nào quên, bởi chính là linh hồn bỏ lên từ đánh mộ cô gái tên Nông Thị Thu Hường. Sau khi bắt hụt Bình lần đó, mà nữ gần như phát điên. Càng căm thù Thảo vì dám đả thương cho nên quyết tâm trả thù bằng cách mò vào làng mỗi đêm để gieo rắc nỗi kinh hoàng. Chỉ cần uống máu tươi liên tục trong suốt 100 ngày, có thể biến thành cương thi mạnh mẽ vô cùng. Một con ma lai bé xíu sẽ không thể làm được gì Nhưng suy cho đêm nay đã bị phát hiện. Dân làng ngày một kéo dân đông hơn bao vây ma nữ. Gầm lên giận dữ vì toàn bộ kế hoạch của đã bị phá đám. Tao sẽ giết chết lũ chúng mày. Mà nữ điên cuồng tấn công dân làng, gậy và dao trong tay mọi người hoàn toàn không nhanh bằng ma nữ. Hít thoát qua đây, thoát qua kia, hết bẻ gãy tay người này vặn cổ người khác, khiến cho những tiếng la hét thất thanh liên tục vang lên. Thảo đứng trong nhà nhìn ra lòng dạ rối bời, bởi cô biết lúc này đây chỉ có mình mới đủ sức ngăn chặn đó. Nhưng nếu cô biến thành ma lai trước mặt toàn bộ dân làng, thì mọi người nhìn cô bằng ánh mắt thế nào? Liệu họ có chấp nhận một hàng xóm như cô? Bình chạy vào nhà thì vẻ mặt lưỡng lự của Thảo thì lập tức ngăn. Anh biết em muốn làm gì, nhưng em không thể làm như vậy. Nếu mọi người biết em là ma lai, họ sẽ không để cho em yên đâu. Với lại trời sắp sáng, chỉ cần tia nắng đầu ngày rọi xuống, còn ma nữ đó sẽ trở lại rừng sâu. Thảo bấu chặt tay của Bình, ngẩng đầu nhìn anh bằng một đôi mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước. Nhưng mà dân làng của chúng ta đang chết dần, em không thể ích kỷ như vậy. Bình nắm hai tay của Thảo siết thật chặt, nghiêm giọng rồi nói. Anh sẽ ra đó cùng mọi người chiến đấu, cố gắng chống chọi đến khi trời sáng. Em phải hứa với anh ở trong nhà, không có được ra ngoài được không? Trước vẻ mặt khẩn khoản của Bình, Thảo đành miễn cưỡng gật đầu. Bình nở một nụ cười mừng rỡ, cầm con dao lớn nhất trong nhà lao ra. Họ mình và những người đang cố gắng đánh đuổi ma nữ, bảo vệ cho ngôi làng thân yêu của mình. Dù chỉ có một thân cô độc, nhưng ma nữ rất mạnh mẽ, gần như chấp cả dân làng. Đình bồng sẽ giết sạch mọi người trước khi trời sáng và bắt Bình vào trong rừng làm chồng. Thảo đứng trong nhà nhìn mọi người chiến đấu, sốt ruột đến mức nhiều lần muốn chạy ra, nhưng nhớ lời căn dặn của Bình cho nên lại thôi. Đúng lúc đó một chiếc xe máy từ xa chạy tới, chiếu đèn pha vào mặt của ma nữ làm cho nó chói mắt. Ma nữ phát điên lao thẳng vào người đàn ông đang lái xe, cắn một nhát vào cổ của anh ta. Chiếc xe mất lái đâm sầm vào một gốc cây ngã xuống đất. Người vợ ngồi phía sau vội vàng ôm chặt con trai vào lòng, nên đứa bé không bị xây xát gì nhiều. Thấy chồng nằm yên bất động, người vợ hoảng hốt lay người của anh rồi kêu. Chồng ơi! Còi mãi không thấy chồng trả lời, người vợ đưa tay kiểm tra mũi anh thì phát hiện chồng mình đã tắt thở. Cô đau đớn rồi nghét. Chồng ơi, sao anh lại nỡ bỏ mẹ con em ra đi? Từ bây giờ mẹ con em biết sao đây? Mà nữ nghe vậy thì nhếch mép cười. Không biết sống sao thì chết đi. Dứt lời, ma nữ lao nhanh về ngay mẹ con. Người mẹ đẩy con trai ra sau lưng, cho nên bị ma nữ bẻ gãy cổ chết ngay tại chỗ. Xác cô ấy rơi xuống đất. Giờ phút này chỉ còn mỗi đứa bé đứng đối diện mà nữ. Dân làng cầm gậy và dao đứng chung quanh, nhưng không một ai dám xông lên cứu đứa bé, bởi họ biết người nào xông vào thì người đó sẽ bỏ mạng. Trong giờ phút này, chủ nghĩa anh hùng đã không còn tồn tại, ai nấy đều chỉ quan tâm đến bản thân của mình. Đứa bé nhìn chằm chằm ma nữ bằng một vẻ bình thản, không hề tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt trong vắt như lẫn nước, dường như tỏa ra ánh sáng của nó
làm cho ma nữ có chút hoảng hốt. Bình không phản ứng này của ma nữ nên chạy đến che chắn cho đứa bé. Khi không còn nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ kia, ma nữ lập tức trở lại bình thường. Thấy trời cũng đã sắp sáng, không thể tiếp tục dây dưa, A Bèn túm lấy Bình muốn dẫn anh vào rừng sâu. Thảo đứng trong nhà nhìn cảnh đó không còn suy nghĩ được gì, bởi cô biết lúc này ngoài cô ra không một ai có thể cứu được Bình. Nếu để ma nữ đưa Bình vào rừng, anh sẽ gặp nguy hiểm. Và rồi sau đó ma nữ vẫn tiếp tục quay lại làm hại người dân, chỉ bằng nhân cơ hội hôm nay tiêu diệt ả, giúp mọi người trừ đi hậu họa. Thảo vứt lá bùa xuống đất, vặn đầu răng rắc. Bình nhìn vào trong nhà thấy cảnh tượng này thì hoảng hốt hét lên: "Đừng, đừng mà Thảo!" Thế nhưng Thảo đã bỏ ngoài tai lời nói của Bình, bởi cô biết nếu mình còn chần chừ, Bình sẽ bị ma nữ đưa đi. Thảo ngửa mặt lên trời giật mạnh một cái, cả cái đầu lập tức bay lên, mang theo bộ lòng rời khỏi cơ thể. Đầu của Thảo bay thẳng về phía ma nữ, húc mạnh ả một cái làm cho ả buông Bình ra. Sau đó đầu của Thảo như làn gió lao vào ma nữ cắn xé. Ma nữ muốn chống trả nhưng tốc độ của ả lại không nhanh bằng cái đầu nhỏ bé kia. Dân làng đều bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng này. Ma Lai! Hóa ra cô Thảo là Ma Lai! Bình lặng người đi, hoàn toàn không biết phải làm gì lúc này. Bí mật một người con gái anh yêu đã bị lộ. Tiếp theo đây dân làng đối xử với cô thế nào? Là bao dung chấp nhận hay khinh rẻ xua đuổi? Bên này Thảo đã cắn khắp người ma nữ làm ả suy yếu. Thì tia nắng đầu tiên rọi xuống, ma nữ nhất định nhân cơ hội này tẩu thoát. Thảo liền há to miệng bay đến ngậm chặt tóc ma nữ, ngăn không cho ả chạy đi. Lúc này mặt trời cuối cùng cũng đã lộ ra, chiếu theo ánh sáng vàng óng xuống người của ma nữ. Ả hét lên đầy đau đớn, muốn lao vào rừng chui xuống mộ nhưng không thể. Đầu của Thảo vẫn đang ghì chặt lấy ả, không cho phép ả di chuyển. Nắng ngày một chiếu xuống nhiều hơn, đốt cháy cơ thể của ma nữ. Sau nhiều lần kịch liệt vùng vẫy bất thành, cuối cùng thì ma nữ cũng biến thành một cái xác khô, vỡ vụn ra thành từng mảnh. Thấy ma nữ bị tiêu diệt, Thảo mừng rỡ quay sang dân làng cười nói: "Mọi người ơi, ma nữ đã chết, từ giờ..." Thảo nói đến đây thì khựng lại, bởi lúc này toàn bộ gậy và dao của dân làng đều hướng về cô. Đột nhiên Thảo cảm thấy lòng của mình trở nên lạnh giá. Cách đây ít phút, cô đã liều mình xả thân cứu mạng bọn họ. Vậy mà giờ đây khi đã an toàn, người nào người nấy đều dùng ánh mắt ghê tởm nhìn cô, như thể cô là thứ xấu xa, không đáng tồn tại trên đời. Thảo quay sang Bình, nhìn thấy những giọt lệ trên mặt của anh, và không cần phải đợi cô nói lời nào, Bình đã lao đến chỗ cô, đứng chắn trước đầu cô nài nỉ: "Tuy Thảo là Ma Lai, nhưng cô ấy chưa từng hại ai, xin mọi người hãy tha cho cô ấy." Dân làng ráo rác nhìn nhau, rồi một người lên tiếng: "Giờ cô ấy không làm hại thôi, ai biết được tương lai thế nào?" "Phải đó, làm sao chúng tôi có thể sống chung với một con ma? Nhưng mà Thảo vừa cứu mạng mọi người, cha mẹ các người không dạy phải trả ơn à?" Quá tức giận với đám dân làng không biết phải trái, Bình hét lớn. Phụ nữ và trẻ em nghe vậy thì cũng mủi lầm, có đi đến kéo tay của chồng nói nhỏ: "Em thấy anh Bình nói đúng, hay là..." Chưa kịp nói hết câu, người vợ đã bị chồng đẩy ra. Phụ nữ mềm lòng: "Biết gì mà nói, người là người, ma là ma, toàn bộ lũ ma quỷ đều là kẻ xấu, cần phải bị tiêu diệt." "Phải đó, giết chết Ma Lai đi, giết đi." Trước sự kích động của mọi người, Bình hoàn toàn bất lực, không biết phải làm gì. Chả đành nghĩ ra một cách, quay sang nói nhỏ với Thảo: "Anh sẽ ôm cơ thể em chạy vào rừng, em bay đến theo anh, để chỗ an toàn thì nhập vào." "Em biết rồi." Dứt lời thì Bình lao về, thân thể đang nằm dưới đất của Thảo bị sốc cô lên bỏ chạy thật nhanh. Dân làng vội đuổi theo Bình, đồng thanh hét lớn: "Mau bắt đen ta, không cho con Ma Lai trốn thoát." Bình vốn là người thường xuyên băng rừng leo núi để tìm lá thuốc, cho nên thân thể của anh rất nhanh nhẹn. Dân làng không thể nào đuổi kịp. Vì quá nôn nóng mà một người trong số họ đã thiếu kiềm chế, nhặt cục đá ném về phía của Bình. Một tiếng bốp vang lên, cục đá bay thẳng vào đầu của Bình làm anh ngã xuống. Máu tươi từ vết thương không ngừng trào ra. Thảo bàng hoàng không nói nên lời, vội vàng nhập lại vào cơ thể rồi ôm lấy Bình.
Cô dùng tay bịt chặt vết thương sau đầu của Bình, nhưng máu vẫn phun ra thành vòi. Dân làng thấy tình cảnh này thì cũng đứng lại ngơ ngác nhìn nhau. Bình đáp đến nhìn Thảo, thều thào nói: anh xin lỗi, thở ra anh không thể tiếp tục chăm sóc em. Không, anh sẽ không sao đâu. Anh là thầy thuốc, anh biết vết thương của mình nghiêm trọng cỡ nào. Bình nắm chặt tay của Thảo siết thật chặt, cố gắng tận hưởng chút ấm áp cuối cùng. Thật ra có một chuyện anh giấu em, đó là anh luôn yêu đơn phương em. Thảo thoáng sững sờ, sau đó thì mỉm cười. Em cũng có một chuyện giấu anh. Anh không hề đơn phương đâu. Trong ánh mắt nhạt nhòa vì nức của Bình, lập tức hiện lên một tia sáng hiếm hoi. Anh nở một nụ cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mắt lại. Chút hơi thở cuối cùng trên tay của người con gái mình yêu. Và may mắn cô ấy cũng yêu anh. Thảo ôm chặt lấy Bình, không khóc không gào thét, bởi giờ đây chẳng còn giọt nước mắt nào. Cũng chẳng có ngôn từ nào có thể hiện được nỗi đau trong lòng của cô. Im lặng một lúc, Thảo hướng đôi mắt giáo hoành vô hồn của mình nhìn về dân làng, nhẹ nhàng buông ra một câu: tôi có thể giết chết các người, nhưng tôi không làm vậy, bởi tôi tin ông trời công bằng. Nhưng gì các người làm hôm nay đều có trời đất chứng giám. Rồi có một ngày các người sẽ phải trả giá vì tội lỗi của mình. Thảo vừa dứt lời thì một tiếng sấm đột nhiên vang lên. Dẫu cho trời vẫn còn đang trong xanh, không hề có đám mây đen nào, khiến cho tất cả dân làng đồng loạt kinh sợ, hoảng loạn nhìn nhau. Đoàn Thảo quay sang, đứa bé không biết từ lúc nào đi đến đứng bên cạnh mình, nở một nụ cười buồn bã. Bây giờ cháu có còn cảm thấy cô xinh đẹp không? Đứa bé gật đầu không hề do dự. Cô Thảo xinh đẹp, tốt bụng nhất làng, Phong thương cô Thảo lắm. Thảo lại mỉm cười. Và lần này đó là một nụ cười hạnh phúc. Cô đưa tay xoa đầu của đứa bé. Sau này lớn khôn, cháu nhất định phải giữ lấy trái tim lương thiện, phân rõ thị phi trắng đen. Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Thảo giang tay ôm đứa bé vào lòng lần cuối, rồi bế xốc thi thể của Bình lên, chậm rãi tiến về ngôi nhà của cả hai người. Dân làng không hẹn mà cùng né ra hai bên. Thảo ôm Bình vào nhà đóng chặt cửa lại. Dân làng đứng bên ngoài ngơ ngác nhìn vào trong, không hiểu Thảo định làm gì. Một lúc sau, từ trong nhà có khói bay ra ngày một dày đặc hơn. Tiếp sau đó cả ngôi nhà dần chìm vào trong biển lửa. Đứa bé đứng bên ngoài nhìn vào căn nhà đang bị lửa bao vây, một giọt nước mắt lăn dài. Ngay chiều hôm đó, Mến và Linh đến nơi, thấy nhà của Bình đã biến thành đống tro. Hỏi mãi dân làng không ai trả lời. Linh tức giận đến mức muốn lật bàn. Chờ đứa bé đi tới bên cạnh hai người, đem toàn bộ câu chuyện kể lại. Nghe xong, Mến lặng đi không nói lời nào. Linh thì phát điên, rút bịch bạc ra muốn đánh vào dân làng cho hả giận. Mến chụp tay của Linh thở dài. Bỏ đi, làm sao mà bỏ. Không thể đánh vào con người, Linh đành quất sợi xích vào gốc cây cổ thụ bên đường, rồi ném ánh mắt sắc lạnh nhìn vào dân làng lạnh lùng nói: vì lo lắng cho các người, ta đã viết thư mời chúng tôi đến đây trừ quỷ. Chê tốt bụng như vậy, hiền lành như vậy, sao có người ép chị ấy phải chết. Dân làng cứng miệng không biết trả lời Linh ra sao. Qua một hồi, trưởng làng đành đại diện làng lên tiếng: nhưng cô ấy là ma lai, chúng tôi là con người sao có thể sống chung. Thế dân làng mở đầu, mọi người khác cũng lên tiếng: phải đó, tất cả ma quỷ đều xấu xa, đáng bị tiêu diệt. Lời nói của gã đó đã khiến cho ngọn lửa căm phẫn trong lòng của Linh bùng cháy. Cô chẳng còn quan tâm gì nữa, sợi xích bạc trong tay quất thẳng vào người của gã. Áo của gã lập tức rách ra, bên trong da còn dính cả máu. Gã sợ hãi lập tức lùi về đằng sau, không dám hó hé gì nữa. Linh cắn răng nghiến lợi: các người mới đáng bị tiêu diệt. Làm người mà không có lương tri, không biết phân biệt thị phi trắng đen, cũng chẳng khác nào loại ma quỷ. Các người bảo chị Thảo là ma lai nên mới ép chị ấy chết. Vậy còn anh Bình thì sao? Mà năm qua anh ấy luôn chữa bệnh cho các người, cứu mạng biết bao người ở đây, anh ấy cũng đáng chết hả? Dân làng bị chửi, nhưng chẳng biết phản bác thế nào, cứ như vậy im lặng đưa mắt nhìn nhau. Mến cao Linh lùi lại trầm giọng: đủ rồi. Là đúng hay sai, có tội hay không, sau này ông trời tự khắc có câu trả lời, không đến lượt chúng ta.
Đoàn mến con người đứa bé lại nói: Nhóc à, cậu muốn theo ta rời khỏi đây không? Dạ muốn. Rồi nó quay qua nhìn dân làng chỉ tay vào họ: Bọn họ xấu xa, con không muốn ở với bọn họ. Một đứa bé 4 tuổi chỉ thẳng vào mặt, khiến dân làng nhất thời sững sờ. Mến ôm đứa bé lên tay xoay người rời đi. Linh liếc dân làng một cái rồi cũng chạy theo Mến. Đứa bé lúc này liền nói với Mến: Chú tốt bụng, có thể giúp cháu chôn thi thể cha mẹ không? Được, bây giờ chúng ta đi. Mà nhóc tên gì? Đứa bé ngoan ngoãn đáp: Con tên Phong, Đỗ Thiên Phong. Vài tháng sau đó, trong làng Vĩnh Phúc xuất hiện một con quỷ toàn thân lông lá. Chỉ trong một đêm nó giết sạch cả làng. Đến lúc ấy mọi người bàng hoàng nhận ra một điều: giá như trong làng của họ lúc này có một ma lai tốt bụng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ họ. Thế nhưng tiếc rằng trên đời này không có từ giá như. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.